Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, câu chuyện tin mừng này nối tiếp câu chuyện tin mừng đêm qua mà ta nghe trong thánh lễ nửa đêm, nếu có ai trong anh chị em tham dự thánh lễ. Và trong thánh lễ đêm đó thì sứ điệp chính mà các thiên sứ trao cho các mục đồng, đó là hôm nay Chúa Kitô đấng cứu thế đã được sinh ra cho các người, và dấu chỉ để các ngươi nhận biết Ngài đó là một trẻ thơ, một hài nhi nằm trong máng cỏ cuốn tạng. Cái dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho các mục đồng và ban cho cả nhân loại về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người đơn sơ vậy, một hài nhi nằm trong máng cỏ cuốn tạng. Thế theo anh chị em thì dấu chỉ là cái gì? Theo tôi hiểu thì dấu chỉ là những gì mà giác quan chúng ta tiếp nhận được: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay có thể sờ mó được. Nhưng mà nó không ngưng ở đấy, mà nó muốn diễn tả một cái thực tại, một cái nội dung lớn hơn. Cái thực tại đó có thể là vô hình, nhưng mà hoàn toàn có thật. Rất là dễ hiểu, chẳng hạn như là trong mùa Giáng sinh này, chúng ta trao cho nhau biết bao nhiêu là món quà. Người Mỹ gọi là shopping season, mùa đi mua quà, mua sắm, người ta trao cho nhau biết bao nhiêu món quà. Thế thì khi mà trao cho nhau món quà đó, mình nói cái gì? Mình trao cho nhau món quà tức là trao cho nhau những dấu chỉ. Bởi vì khi tôi nhận một cái món quà đó là tay tôi sờ được, mắt tôi thấy, tai tôi nghe, mũi tôi ngửi được. Nhưng mà chả nhẽ nó chỉ ngưng ở đấy thôi à? Nếu mà nó chỉ ngưng ở đấy thì người ta trao cho nhau quà làm chi? Người ta đi ra ngoài chợ, ngoài siêu thị, người ta mua, người ta về, người ta dùng thì tốt hơn. Nhưng mà khi người ta trao cho nhau cái món quà như vậy thì đó là trao cho nhau dấu chỉ để diễn đạt một cái gì vô hình, người ta không thấy, nhưng mà nó quý lắm, nó đáng giá hơn gấp bội cái món quà vật chất mà người ta trao cho. Cái đáng quý đó là tình bạn, là tình yêu, là sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ chẳng hạn.
Cho nên dấu chỉ nó vừa có một cái gì hữu hình mà vừa có một cái gì vô hình cao quý hơn. Thì tương tự như vậy, khi Thiên Chúa trao cho ta một dấu chỉ, một hài nhi quấn tã nằm trong máng cỏ, mắt thấy, tai nghe, tay sờ được, nhưng mà Thiên Chúa muốn trao gửi cho mình một cái sứ điệp, một nội dung nào nó còn lớn hơn thế nữa. Rồi đồng thời, để đọc được cái dấu chỉ đó, không phải ai cũng đọc được, không phải ai cũng trân trọng. Hầu hết anh chị em ở đây sống cuộc sống hôn nhân gia đình, và trong cái ngày anh chị em làm lễ cưới đó, thì anh chị em trao cho nhau cái nhẫn. Có những gia đình giàu có thì cái nhẫn đó là đáng giá bao nhiêu triệu, nhưng mà cũng có những cặp vợ chồng nghèo cái nhẫn có lẽ chỉ đáng giá một vài trăm ngàn. Nhưng mà cái quan trọng nó không phải là một vài trăm ngàn hay là mấy triệu hay là mấy tỷ, mà cái quan trọng đó là cái nhẫn đó là cái dấu chỉ. Và khi người ta trao cho nhau cái dấu chỉ đó là người ta trao cho nhau một tình yêu tín trung và trung thủy, một tình yêu hy sinh và chia sẻ cuộc sống với nhau và cho nhau đến trọn đời giữa mọi thử thách gian khó. Cái đấy mới là cái đáng quý. Thế nhưng mà đâu có phải ai cũng đọc được cái ý nghĩa của cái nhẫn đâu. Cũng một cái nhẫn đấy mà hai người trao cho nhau ở nhà thờ thì nó trân trọng biết mấy, nó vô giá. Nhưng mà cũng một cái nhẫn đấy mà đem ra tiệm vàng chẳng hạn thì nó cũng chỉ giá có một vài trăm ngàn. Cho nên không phải ai cũng đọc được cái dấu chỉ. Người ta phải ở trong một tương quan, người ta phải ở trong một tình yêu, người ta phải mang trong lòng một niềm tin chẳng hạn, người ta mới đọc được cái dấu chỉ, mới trân trọng nó và sống ý nghĩa của nó. Tương tự như thế, khi Thiên Chúa trao ban một dấu chỉ rất đơn sơ, một hài nhi quấn tã nằm trong máng cỏ, không phải ai cũng đọc được. Các mục đồng đã đọc được để khám phá ra ở đó tình thương của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa đang ở giữa loài người, và họ đã đến thờ lạy Ngài. Nhưng còn biết bao nhiêu người thời đó không đọc được. Không những là một hài nhi quấn tã nằm trong máng cỏ, mà đến khi đích thân Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ lẫy lừng, và cuối cùng chính bản thân Ngài sống lại từ cõi chết, một cái chuyện thật lớn, một dấu chỉ thật lớn, người ta vẫn không nhận ra, người ta vẫn không đọc được. Thế cho nên thưa anh chị em, mới sáng sớm anh chị em đến đây dâng lễ, tôi không dám nhét vào đầu anh chị em những cái suy tư thần học nó cao siêu cho nó mệt trí. Tôi chỉ muốn chia sẻ một cái suy niệm rất đơn sơ như vậy. Để làm gì? Để chúng ta cùng khám phá lại điều này. Nếu ngày xưa Thiên Chúa đã trao ban cho các mục đồng dấu chỉ đơn sơ, đó là một hài nhi quấn tã nằm trong máng cỏ, thì có lẽ ngày hôm nay Thiên Chúa cũng ban cho anh chị em và tôi những dấu chỉ có thể rất dung dị và đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày, về sự hiện diện của Ngài, về tình thương của Ngài trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Thế làm sao để ta cầu cho nhau cũng có được cặp mắt đức tin đơn sơ chân thành của các mục đồng, để ta khám phá ra trong những dấu chỉ rất dung dị và đơn sơ đó là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình và chính tình yêu của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Sự khám phá của lòng tin như vậy sẽ làm cho cuộc sống của anh chị em và tôi cảm thấy bình an hơn, hạnh phúc hơn, vui tươi hơn. Bởi lẽ
lúc nào mình cũng xa tín Thiên Chúa ở bên cạnh mình, trong cuộc đời mình, và đồng hành với mình trong mọi bước đi của cuộc sống. Chúng ta cầu cho nhau để có được tâm tình, đức tin như thế trong suốt mùa Giáng sinh này. Xin cảm ơn anh chị em. Mời anh chị em ta tuyên xưng đức tin. Và hôm nay để tôn kính mầu nhiệm Thiên Chúa là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa yêu thương. Đó là tiếng hát của ca đoàn Thiên Thần trên cánh đồng Bethlehem ngày Chúa Giêsu Giáng sinh. Và cũng là điệp khúc rất quen thuộc, không những đối với người Công giáo chúng ta, mà có lẽ cả anh chị em ngoài Công giáo cũng thuộc câu điệp khúc này. Thế nhưng khi ta hát lên lời bình an dưới thế, mà nhìn vào thực tế thì xem ra không đúng lắm. Bởi vì hát đã 2000 năm rồi mà vẫn không thấy bình an. Ngay tại thánh địa Jerusalem, người Công giáo cử hành lễ Giáng sinh mà trong lòng nơm nớp lo sợ vì khủng bố. Và cũng ngay hôm nay trên một số đất nước, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Có thể người ta sẽ ngưng chiến trong ngày lễ Giáng sinh, nhưng ngay sau lễ Giáng sinh thì bắn nhau tiếp. Còn trên đất nước Việt Nam của mình thì thưa anh chị em, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng hơn 30 năm rồi. Nhưng hỏi rằng có hòa bình thực sự không thì chưa hẳn. Bởi lẽ những tin tức về xung đột, về bạo động ngày nào cũng thấy được công bố trên báo chí và các phương tiện truyền thông. Và nhiều khi xung đột và bạo động ấy lại xảy ra ngay trong một gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái. Xem ra tiếng hát bình an không thực tế. Và khi quay nhìn thực tế như vậy, tự nhiên chúng ta có thể đặt câu hỏi, vậy thì tiếng hát bình an của các thiên thần có thực sự là một quà tặng của Thiên Chúa trong đêm Giáng sinh không? Hay chỉ là một lời hứa hão huyền? Cái câu hỏi đó khiến cho anh chị em và tôi phải đọc kỹ hơn một chút câu chuyện tin mừng theo Thánh Luca mà năm nào vào lễ đêm Giáng sinh Hội Thánh cũng công bố. Khi Thiên Thần hiện đến với các mục đồng thì Ngài nói rằng, này đây ta báo tin mừng cho anh em và cũng là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay đấng cứu độ sinh ra cho anh em. Đấng cứu độ. Hài nhi mới sinh được gọi là đấng cứu độ. Và chi tiết này nó liên quan đến một chi tiết rất nhỏ mà anh chị em và tôi dễ bỏ qua khi đọc sách tin mừng. Đó là Thánh Luca xác định rằng vào thời Hoàng đế Augusto. Hoàng đế Augusto là vị hoàng đế được coi là người đã thiết lập nền hòa bình cho đế quốc Roma sau nhiều năm dài chinh chiến. Và vì thế, ông được người ta gọi là vị cứu tinh của thế giới. Rồi người ta dựng bàn thờ, dựng đền đài để tôn kính ông. Thế nhưng đọc lại lịch sử, thì nền hòa bình mà Hoàng đế Augusto mang lại tuy có thật, nhưng nó không kéo dài mãi. Nó chỉ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Và vì thế,
Khi Thánh Luca mô tả thiên thần báo tin cho các mục đồng: hôm nay đấng cứu độ sinh ra cho anh em, thì lời ấy muốn nói một cách cụ thể rằng chính Hài Nhi Giê-xu này mới là vị cứu tinh của thế giới. Chính Hài Nhi này mới là đấng cứu độ. Chính Hài Nhi này mới là đấng đem lại và thiết lập nền hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại. Mà đấng cứu độ ấy là đấng cứu độ sinh ra cho anh em, cho tất cả anh chị em ở đây. Cho nên câu hỏi được đặt ra: vậy thì chúng ta có đón nhận Ngài hay không? Có đón nhận Ngài hay không để đón nhận ơn bình an? Đọc lại sách Tin Mừng thì ngay khi Chúa Giê-xu sinh ra đã có nhiều người khước từ chứ không đón nhận. Và sự khước từ này có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức. Có sự khước từ quyết liệt của Hê-rô-đê, ngoài miệng thì nói ngon nói ngọt với các đạo sĩ: các vị cứ đi tìm đi, tìm thấy rồi thì báo cho tôi biết để tôi cũng đến thờ lạy Ngài. Nhưng trong thâm tâm thì tính toán: các ngươi tìm thấy mà ta biết chắc chỗ nào là ta đem quân đến ta giết sạch. Cũng có sự khước từ đầy vẻ trí thức khi các đạo sĩ đến Jerusalem, ánh sao biến mất, các ông phải vào thăm hỏi xem đấng cứu thế mới sinh hiện đang ở đâu. Thì những người giỏi kinh thánh mở sách thánh ra và trả lời: ở Bethlehem. Trả lời chính xác như sách vở, như lời các tiên tri nói. Nhưng mà trả lời xong rồi thôi, ở nhà không đi. Và cũng có một sự khước từ bằng thái độ rửng dưng của dân thành Bethlehem. Hài Nhi Giê-xu có sinh ra hay không sinh ra thì chả động gì đến tôi. Cho nên ngay trong thời Chúa Giê-xu sinh ra đã có không ít người khước từ bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngày hôm nay cũng vậy, thưa anh chị em. Đấng cứu độ sinh ra cho chúng ta, nhưng mà mình có đón nhận Ngài không kìa. Đón nhận Ngài theo nghĩa là đón nhận tin mừng của Ngài, để mang lấy trong lòng mình những tâm tư của Đức Kitô Giê-xu, để bước đi trên con đường mà Ngài đề nghị cho chúng ta. Mà cụ thể đối với anh em chủng sinh ở đây là theo bước Chúa Giê-xu trong tin mừng. Mình có đón nhận Ngài không? Có lẽ cũng lặp lại sự khước từ dưới nhiều hình thức khác nhau. Có sự khước từ bằng thái độ rửng dưng, mà hình như ngày hôm nay càng lúc càng nhiều hơn. Chưa bao giờ lễ hội Giáng sinh ở Sài Gòn tưng bừng như những năm sau này. Nhưng có mấy ai hiểu được nội dung tôn giáo của ngày lễ Giáng sinh không? Hay nó chỉ còn là một lễ hội thuần túy để mua sắm, để ăn chơi, để hưởng thụ? Chúng ta gọi là tục hóa lễ Giáng sinh. Cũng có thể khước từ bằng một thái độ trí thức. Mà điều này thì anh em chủng sinh đây, và xin lỗi các tu sĩ nam nữ, chúng ta có nguy cơ rơi vào. Bởi mình được học kinh thánh mà, học thần học mà, nhưng mà học cho biết thôi, chứ không thực sự đi tìm Chúa để đón nhận Chúa vào trong cuộc đời mình. Và tệ nhất là thái độ như của Hê-rô-đê, khước từ bằng sự hủy diệt. Ở đây không còn phải là hủy diệt Chúa Giê-xu hiểu như một Thiên Chúa làm người, mà là hủy diệt những giá trị tin mừng của Ngài.
những giá trị mà Ngài trân trọng và công bố mời gọi chúng ta đi theo, thì mình không những là không theo mà còn tìm cách để hủy diệt những giá trị đó. Thế cho nên khi ta nhìn vào thực tế của đời sống xã hội và thế giới mà hỏi rằng hỡi hòa bình, người đang ở đâu mà không tới, thì lúc đấy Thiên Chúa hỏi lại chúng ta: hỡi con người, ngươi đang ở đâu để đón hòa bình? Và vì thế ngày lễ Giáng sinh một lần nữa đặt câu hỏi cho tâm hồn mỗi người chúng ta: tôi đã sẵn sàng để đón nhận Chúa Giêsu đấng cứu độ hay chưa? Thưa anh em chúng sinh, anh em được hội thánh dành cho 6-7 năm trời sống trong đại chủng viện và dành biết bao nhiêu năng lực, thời giờ của các cha giáo và của các giáo sư khác để giúp anh em đào sâu thần học, đào sâu nội dung đức tin công giáo. Nhưng liệu chúng ta có rơi vào cái nguy cơ là biến thần học thành một ngành khoa học để mình nghiên cứu hay không? Chúng ta có rơi vào cái nguy cơ để biến Thiên Chúa thành một đối tượng nghiên cứu hay không? Sẽ rơi vào nguy cơ đó khi ta chỉ học thần học mà không vun trồng đời sống nội tâm, mà không quan tâm đời sống cầu nguyện, mà không tập lấy để mang trong mình những tâm tư của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn là những người sống đời gia đình, Thiên Chúa đã giáng sinh trong một mái ấm gia đình và Ngài mời gọi các gia đình công giáo thực sự trở thành hang đá nơi Thiên Chúa ngự trị. Vậy thì liệu gia đình của chúng ta có thực sự là một cộng đoàn thờ phượng mà ở đó Thiên Chúa chiếm vị trí ưu tiên và lời Chúa là ánh sáng hướng dẫn đời sống gia đình của mình hay không? Nghĩa là dù sống đời tu, đời chủng sinh hay là đời sống người giáo dân, đời sống gia đình, ngày lễ hôm nay vẫn đặt ra cho chúng ta những câu hỏi rất cụ thể với hy vọng để mình ý thức hơn và mở rộng cánh cửa tâm hồn mà đón nhận Chúa Giêsu Giáng sinh trong tâm hồn, trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta. Và chính khi ấy thì lời hát của các thiên thần không còn chỉ là một câu chuyện ngày xưa, nhưng sẽ trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa yêu thương. Trong năm vừa qua thì ở Trung tâm Mục vụ có nhiều sự kiện khá đặc biệt. Và một trong những sự kiện đó là chúng ta có thêm sự hiện diện của cha Hoàng Đình Thành, một cha giáo sư, một cha xứ, rồi bất ngờ bị bệnh rất nặng và bây giờ thì về đây tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, hồi phục lại. Nhìn từ bên ngoài có lẽ nhiều người sẽ nói là các cha ở trung tâm mục vụ chăm sóc cha Thành tốt quá, thương cha Thành quá, và cha Thành thật là may mắn. Nói như vậy không sai, bởi vì thực sự anh em chúng tôi rất yêu thương và chăm sóc cha Thành hết sức có thể. Nhưng nói như thế chưa đủ, bởi vì có một thực tế này là cha Thành không chỉ đón nhận
mà trái lại Ngài ban tặng cho chúng tôi rất nhiều thứ. Đặc biệt là Ngài ban tặng cho chúng tôi bài học về những giá trị mà có thể chúng tôi chưa ý thức đủ. Bài học về giá trị sự sống chẳng hạn. Đang là một người khỏe mạnh mà đùng một cái cơn bạo bệnh đến không ai ngờ. Và ai cũng nghĩ là chết chứ không thể sống được. Vậy mà Chúa cho sống vui quá. Thế mới thấy sự sống là một hồng ân. Hồng ân vô giá. Mà hồng ân không có gì trong cuộc đời này có thể đổi trang được. Mà mình có mình không biết quý. Thế rồi bài học về giá trị của những hồng ân. Cha Thành là một linh mục đạo đức, tài giỏi, chịu chức linh mục xong đi làm việc ít năm, đi du học 7 năm, học bao nhiêu chữ của người ta, về nhà bắt tay vào việc dạy học rồi. Vậy mà đùng một cái cơn bạo bệnh đến. Và bây giờ thì dường như phải bắt đầu lại từ đầu, nhớ lại từng chút một, mỗi ngày thêm một chút, như đứa trẻ chập chững bước đi trong đời sống tri thức. Thế mới biết là những kiến thức mà chúng ta đang có và đang sử dụng quý giá biết chừng nào. Mình đang có mà mình không ý thức. Rồi Ngài ban tặng cho chúng tôi bài học về niềm vui. Ngày nào đối với Ngài cũng là một ngày hết sức vui mừng. Gặp lúc nào cũng thấy vui cả. Đem niềm vui đến cho mọi người trong nhà. Ai cũng thấy điều đó. Cho nên cha Thành cũng phải chỉ là người đón nhận. Mà Ngài đang ban tặng rất nhiều thứ cho chúng ta. Đặc biệt là cộng đoàn trung tâm mục vụ này. Thế thì anh em không định vỗ tay để mừng Giáng sinh cha Thành à? Nhưng mà chắc tôi không đứng đây chỉ để kể chuyện cha Thành. Tôi có ý muốn chia sẻ cái điều này. Nhiều khi cái nhìn của chúng ta nó phiếm diện. Đặc biệt là cái nhìn theo thói thế gian, nó phiếm diện. Chỉ nhìn thấy có một mặt, mặt nổi, mà không nhìn thấy chiều sâu của sự kiện. Và chính vì thiếu cái nhìn chiều sâu đó, cho nên đời sống trở thành nông cạn. Hôm nay khi chúng ta quy tụ ở đây, trong nguyện đường nhỏ bé và ấm cúng này, để cử hành mầu nhiệm Giáng sinh, thì đấy cũng là điều mà chúng ta được mời gọi để ý thức lại. Có nghĩa là mầu nhiệm Giáng sinh mà mình đang cử hành đây là một mầu nhiệm mời gọi mình thay đổi cách nhìn. Cách nhìn về Thiên Chúa, cách nhìn về con người, cách nhìn về cuộc đời. Mầu nhiệm Chúa Giêsu Giáng sinh mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn về Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng tin vào Thiên Chúa và vẫn tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nhưng mà thế nào là toàn năng? Và nói đến Thiên Chúa toàn năng là tự nhiên mình theo kinh nghiệm của thế gian, mình nghĩ đến quyền lực. Quyền lực nó gắn với sự thống trị. Và kinh nghiệm đau đớn của thế gian về quyền lực ở trong tay những kẻ độc tài khiến cho chúng ta cũng có cái nhìn sai lệch về sự toàn năng của Thiên Chúa. Chúa làm được mọi sự đúng rồi,
Nhưng mà có khi mình còn hiểu là Chúa muốn làm gì thì làm, Chúa nắm quyền sinh sát, và Chúa chỉ rình để giết chết mình. Mầu nhiệm Chúa Giêsu Giáng sinh đảo lộn hoàn toàn cách nhìn. Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nhưng toàn năng nghĩa là gì? Khi chúng ta chiêm ngắm một hài nhi bé bỏng trong máng cỏ, quyền năng ở chỗ nào? Một vài ngày nữa mình đọc sách thánh thì thấy kể chuyện hài nhi này được bố mẹ bế rồi chạy trốn bởi vì người ta đuổi bắt. Thế thì toàn năng ở chỗ nào? Và khi hài nhi này lớn lên rồi đi dọc dài cuộc đời của hài nhi ấy, sẽ thấy kết thúc ở thời điểm chịu đóng đinh ở trên thập giá. Và bao nhiêu người nhiếc móc, chửi bới, cười nhạo. Thế thì toàn năng ở chỗ nào? Cho nên mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng sinh đòi hỏi ta phải thay đổi cái cách nhìn về Thiên Chúa. Đúng, Thiên Chúa là đấng toàn năng, nhưng đây là sự toàn năng của tình yêu. Một tình yêu đi đến tận cùng, một tình yêu chăm sóc và phục vụ hạnh phúc cho con người. Bao lâu còn giữ cái nhìn cũ kỹ về Thiên Chúa toàn năng theo cái nghĩa của thế gian, thì ta chỉ có thể sống đức tin trong âu lo và sợ hãi. Chỉ khi nào thay đổi cái cách nhìn về sự toàn năng của tình yêu nơi Thiên Chúa, thì lúc ấy mới có thể sống đức tin trong niềm vui, trong sự tạ ơn, trong lời chúc tụng, trong niềm phấn khởi. Rồi mầu nhiệm Giáng sinh mà anh em chúng ta cử hành đây mời gọi mình thay đổi cách nhìn về con người. Ngay trong Cựu Ước thôi, ta đã gặp được câu chuyện tiên tri Samuel được Chúa sai đến nhà của một gia đình để đi tìm một người con trong nhà đó mà phong vương. Thế thì khi tiên tri đến mà gặp thấy anh con cả trong gia đình cao lớn vạm vỡ, một đẹp trai, thế thì ông ấy nhủ thầm, chắc đây là người Chúa chọn. Và Chúa đã bảo, không phải, các ngươi toàn nhìn bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn sâu trong tâm hồn. Ngay trong Cựu Ước đã có câu chuyện đó rồi. Nhưng mà có lẽ thời đại ngày hôm nay nó rõ hơn bao giờ. Bởi vì là thời đại mà chúng ta gọi là marketing, là thời đại của bao bì. Cho nên là người ta đánh giá nhau dựa vào những cái bên ngoài nhiều lắm. Đến nỗi mà nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đau khổ vì mình không có được bộ quần áo ấy, không có được đôi giày ấy, không có được cái điện thoại di động ấy, để dằn vặt mình. Mà với một cái cách nhìn về con người như vậy, làm sao mà không sinh ra ghen tị, làm sao mà không sinh ra tranh chấp. Rồi từ tranh chấp thì nó nổ ra chiến tranh, mức độ nhỏ là trong gia đình, mức độ rộng lớn hơn là trong một cộng đoàn, rồi đến cả một đất nước và cả thế giới cũng vậy. Cái mầu nhiệm Giáng sinh làm đảo lộn hoàn toàn cái cách nhìn của chúng ta về con người. Bởi vì khi Thiên Chúa lại mang lên một hình hài trẻ thơ bé bỏng như thế này, lại nằm ở trong máng cỏ bê lem nghèo nàn như thế này, thì giá trị của con người ở đâu? Đâu có phải là những cái bên ngoài. Cái giá trị đích thực của con người chính là ở chỗ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi mang lấy phận người của chúng ta. Và khi thay đổi cách nhìn của mình về con người thì chính cuộc đời mình thay đổi, cái tương quan của mình với anh chị em sẽ được thay đổi. Và khi đó thì đời sống xã hội
sẽ thay đổi. Thế cho nên mầu nhiệm Giáng sinh mà chúng ta cử hành hôm nay, mình dễ bị cám dỗ để chỉ thấy những cái bên ngoài vui vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà quên đi lời mời gọi ẩn sâu bên trong Chúa muốn gửi đến mỗi chúng ta trong dịp đặc biệt này. Cách riêng đối với anh em chủng sinh dự bị, suốt thời gian được đào tạo ở đây cũng như ở đại chủng viện là để làm gì? Anh em được đào tạo trong đời sống cầu nguyện, dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Anh em được đào tạo trong đời sống trí thức, dành nhiều thời giờ để học các môn học cần thiết. Nhưng mà tất cả là để làm gì? Tất cả là để tập cho chúng ta dần dần thay đổi cái cách nhìn của mình. Cách nhìn về Thiên Chúa, cách nhìn về con người. Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô là tập để cho mình mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu. Và chỉ khi nào chúng ta mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu thì mới hy vọng có thể phục vụ dân Chúa như lòng Chúa mong ước, chứ không phải như thế gian mời gọi. Trong thời gian làm linh mục, rất nhiều năm tôi làm việc ở nhà thờ Đức Bà, và mỗi lễ đêm Giáng sinh đối với tôi là một cực hình, bởi vì nó vô cùng ồn ào, nó vô cùng náo nhiệt, và nó cũng hết sức hỗn loạn. Suốt thời gian ấy, tôi chỉ mong đêm Giáng sinh đi tìm được một nơi chốn thật tĩnh lặng. Thành thử ra được dâng lễ với anh em ở đây, tôi lấy làm hạnh phúc lắm. Ít ra trong khung cảnh này tìm được sự tĩnh lặng, và trong sự tĩnh lặng ấy chúng ta dễ để được Chúa dẫn vào trong mầu nhiệm của người. Cũng vì vậy tôi chia sẻ rất thân tình với anh em một vài suy niệm trong đêm Giáng sinh này. Rồi tôi chợt nhớ đến một câu chuyện nhỏ mới đọc đâu đây trên net về Đức Giáo Hoàng. Người ta tìm lại được khi còn là một cậu bé mới lên 7, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto của chúng ta, ở đây có chú Bèo này, chắc Đức Giáo Hoàng lúc đó lớn hơn con một chút. Ngày lễ Giáng sinh đến thì cậu bé Ratzinger viết ở trên mảnh giấy cái ước nguyện mà mình dâng cho hài nhi Giêsu. Thế thì cậu bé viết cái gì? Cậu bé xin Chúa Giêsu hài nhi cho mình một cuốn sách lễ, cho thêm cái áo màu xanh nữa để ông tập làm lễ mà. Hai anh em cùng muốn đi tu cả, từ bé đã hay chơi trò linh mục làm lễ rồi, cho nên xin cái áo xanh để mà tập làm lễ. Trong lòng cậu bé 7 tuổi đó, mà bây giờ là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, có cái ước vọng để làm linh mục từ nhỏ. Và cái ước vọng đó dẫn lối cho cuộc đời cho đến hôm nay. Vậy thì giả như anh em mà đêm nay viết một ước nguyện gửi cho Chúa Giêsu hài đồng, anh em sẽ viết cái gì? Những ước mơ của anh em sẽ là gì? Tôi xin dừng lại ở đây, chúng ta cùng dành một phút thinh lặng để cho lời Chúa gửi vào lòng chúng ta một cách cụ thể hơn. Một điểm thứ ba nữa là khi chúng ta đọc sách Sáng Thế, ta khám phá ra dung mạo Thiên Chúa là Chúa của lịch sử.
Chúa của lịch sử. Không phải chúng ta là chủ, mà chính Chúa mới là chủ của lịch sử. Và Chúa hướng dẫn lịch sử này bằng con đường vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Các anh chị nhớ lại cuộc đời của tổ phụ Giuse coi. Được cha già yêu thương, nhưng mà anh em thì ghen ghét. Vì ghét như vậy cho nên bán làm nô lệ sang bên Ai Cập, đi làm nô lệ cho một nhà quan có khả năng công việc trôi chảy. Chúa cho lại tướng mạo lại sáng sủa nữa. Cái bà chủ bà ấy lại thích. Bà ấy dụ dỗ thì không được, đâm ra bà ấy tức giận, bà ấy đổ tội cho là ông dụ dỗ bà ấy. Làm đầy tớ trong nhà mới dám dụ chủ thì chết rồi. Cho nên thôi đi vào tù ở. Coi như cuộc đời xong rồi. Mà có ai ngờ là ông ấy từ ở trong tù, ông ấy được ra và một phát ông lên ông làm tể tướng. Có ai ngờ không? Để rồi nhờ ông ấy làm tể tướng mà cả gia tộc được cứu đói, và cả một dân tộc Israel được cứu thoát. Cho nên chính Chúa mới là chủ của lịch sử. Có ai trong các anh chị hình dung được cuộc đời của mình 10 năm nữa sẽ ra sao không? Ai mà hình dung được như vậy thì chắc là tôi sẽ giới thiệu ở trên báo là nhà tiên tri sẽ chóng giàu lắm đấy. Ngày mai chúng ta mừng 30 tháng 4. Một số người trong chúng ta như tôi chẳng hạn, tôi nhớ lại cái năm đó thì chắc là tôi cũng phải khoảng 23 tuổi rồi. Một số trong các anh chị cũng là 30, là hai mấy, là 20, hay là còn trẻ thì mười mấy. Các bạn đây thì chưa. Mình nhớ lại cái thời điểm coi, mình tưởng tượng cuộc đời của mình sẽ ra sao. Chúng ta không hình dung được. Và không biết các anh chị có cái kinh nghiệm này không, là khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình đó, mình thấy rất là rõ bàn tay Chúa dẫn đưa mình thế nào đó cho đến ngày hôm nay. Mình thấy rõ lắm. Chỉ có điều mình nhìn tới thì mình không dám tin. Mình không dám tin là Chúa dẫn đường, mình vẫn hồ nghi. Chứ còn nhìn lại đó, mình thấy bàn tay của Chúa dẫn đưa một cách rất là mầu nhiệm. Cho nên sách Sáng Thế nhấn mạnh với chúng ta, Thiên Chúa là Chúa của lịch sử. Và vì thế các anh chị và tôi được mời gọi, mình tin tưởng đi, trao phó cuộc đời của mình cho Chúa đi. Tin tưởng là Chúa gìn giữ giáo hội đi, đừng có thất vọng quá, đừng có buồn phiền quá, kể cả những lúc xem ra giáo hội gặp khó khăn thử thách. Chúng ta cứ tin Chúa là chủ của lịch sử. Đấy là một số điểm nhấn về Thiên Chúa mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thế hôm nay nhắc lại như là một cách đúc kết sách Sáng Thế, tôi muốn xuyên qua khuôn mặt của các tổ phụ để nói với các anh chị một chút về đức tin, về sống đức tin như thế nào, và về dung nhan Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta qua đời sống của các thánh tổ phụ trong sách Sáng Thế. Ước nguyện có một điều duy nhất thế này, là khi chúng ta chiêm ngắm Chúa qua khuôn mặt của các thánh tổ phụ như vậy đó, thì lòng chúng ta cũng được nâng đỡ để mình dám tin vào một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa trung thành, một Thiên Chúa là chủ cuộc đời của mình. Thế rồi tuần sau thì chúng ta sẽ đọc sách Xuất Hành từ chương 1 cho đến chương 7 nhé. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp nhưng mà sang câu 13. Mạc khải danh Thiên Chúa. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa: Bây giờ
con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môsê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em, đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Thế khi các anh chị đọc lịch sử Việt Nam mình ấy, thấy là ngày xưa người ta có dám gọi tên nhà vua không? Sĩ tử mà đi thi đó, mà lỡ viết tên nhà vua ra đó là tội gì? Phạm húy. Mà ngay cả chúng ta nữa đây này, bây giờ ai vác tên bố tên mẹ mình ra mà chửi thì có chịu không? Tên là quan trọng lắm. Văn hóa Việt Nam rất gần với văn hóa Thánh Kinh. Tên không chỉ là một tên gọi ở bên ngoài để chỉ một sự vật, mà tên còn là chính con người. Cho nên khi Môsê hỏi danh Thiên Chúa là ông muốn bước vào mối quan hệ thân tình với Chúa. Và Chúa trả lời thì mầu nhiệm vô cùng. Tiếc là ở đây không có cái bảng, mà không biết là viết thì có nhìn thấy không. Nhưng mà có bốn chữ thôi. Tôi đọc theo kiểu Việt Nam, Y này, H, W, V kép á, rồi H, Yahweh, phải không? Rồi mình dựa theo cái âm đó mình dịch là Yahweh. Chúa trả lời, Chúa mặc khải danh Chúa nhưng mà rất mầu nhiệm. Và vì thế có nhiều cách dịch khác nhau. Ở trong bảng các anh chị vừa đọc thì dịch ta là đấng hiện hữu. Có bảng khác dịch ta là đấng hằng hữu. Có bảng khác dịch ta là đấng tự hữu. Ngày xưa tôi học Thánh Kinh, ông cha giáo ông ấy đề nghị dịch ta là đấng ta là. Je suis celui qui suis. Ta là đấng ta là. I am who I am. Ta là đấng ta là thì ta là ai? Rất rất là mầu nhiệm. Thực sự trong mỗi một cách dịch á, nó đã hàm chứa một cách hiểu về thần học. Chẳng hạn, khi dịch ta là đấng tự hữu, thì tự hữu là một khái niệm triết học về Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tự mình mà có. AC, tự mình mà có. Các bạn có tự mình mà có không? Tôi có tự mình mà có. Có cái gì ở trong cuộc đời này mà nó tự mình mà có? Không có. Chúng ta hiện hữu là bởi một người khác, bởi một nguyên nhân khác. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng tự hữu, tự mình mà có. Cho nên dịch ta là đấng tự hữu thì hàm chứa trong đó một khái niệm triết học, thần học. Dịch rằng ta là đấng hằng hữu nghĩa là làm sao? Vô thủy, vô chung. Cũng hàm chứa một khái niệm triết học.
Các anh chị và tôi có vô thủy vô chung không? Trời ơi, được 80 năm là phúc rồi. Có nghĩa là cách đây 80 năm thì mình chưa có, mà 50 năm nữa thì mình không còn. Chứ làm sao mà vô thủy vô chung? Chỉ có Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung, là đấng hằng hữu, cũng là một khái niệm triết học. Còn ở đây thì dịch ta là đấng hiện hữu. Đấng hiện hữu là đấng đang ở với anh em. Mà ngay cả cách dịch này cũng hàm một khái niệm triết học. Triết học hiện sinh nhấn mạnh đến cái sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của dân Do Thái. Thế thì ý nghĩa mà các nhà chú giải Thánh Kinh nhấn mạnh ở nơi này đó, đó là muốn nhấn mạnh rằng Chúa là đấng dấn thân và tham gia một cách tích cực vào trong lịch sử cứu độ. Chúa đồng hành với dân Chúa, Chúa hiện diện với dân Chúa. Nó giống như câu mà Chúa thường hứa khi Ngài kêu gọi một ai đó, Ngài giao một sứ mạng và Ngài chỉ hứa là ta ở với người. Nó vậy thôi, ta ở với người thôi à. Cho nên ngày hôm nay các anh chị đi lễ và linh mục nói Chúa ở cùng anh chị em, câu đó là hay lắm đấy. Nhưng mà tại vì ngày nào mình nghe riết thì mình thấy chán. Chứ còn cái câu đó là thâm thúy lắm đó. Chúa ở cùng anh chị em. Bây giờ một người nam người nữ yêu thương nhau mà quyết định kết hôn với nhau, thì thử hỏi có cái lời hứa nào đẹp hơn cái lời hứa đó? Anh ở với em. Có cái lời hứa nào nó đẹp hơn? Đâu có phải hứa là có tiền. Lúc không có tiền thì làm sao? Đâu có phải hứa là lúc đẹp, lúc xấu thì sao? Lúc khỏe thì, lúc bệnh thì sao? Đấy. Cho nên nghĩ lại đi coi. Đó là cái lời hứa tuyệt vời nhất ngay về mặt nhân loại. Và Chúa hứa với chúng ta như vậy đó. Ta ở với ngươi. Danh Thiên Chúa mang ý nghĩa đó. Một điểm kế nữa khi chúng ta đọc sách Sáng Thế, Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa. Trung thành. Nói như thế là bởi vì khi ta đọc sách Sáng Thế, đôi lúc ta có cảm giác như là Chúa hứa nhưng mà Chúa không thực hiện. Ta cứ đặt mình vào trường hợp của tổ phụ Abraham coi. Chúa hứa là ông ấy sẽ trở nên cha của một dân đông như sao trời cát biển. Gần 100 tuổi không có con, sao tin nổi. Đến lúc có con rồi lại còn bảo dâng cho Chúa, sao tin nổi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì rõ ràng là Chúa thực hiện lời Ngài đã hứa. Luôn luôn là như vậy. Cho nên Thiên Chúa là đấng trung thành với lời người đã hứa. Đó là dung nhan của đấng Thiên Chúa mà ta đọc được trong Thánh Kinh và cụ thể là trong sách Sáng Thế. Cái sự trung thành đó rất cần đối với chúng ta. Hỏi thật với các anh chị là các anh chị có dám tin vào sự trung thành trong cuộc đời này? Ngay giữa vợ với chồng có. Ở ngoài đời, ngoài xã hội thì chắc là chúng ta khó tin lắm. Cho nên người Việt Nam mới có cái câu là nói vậy mà không phải vậy. Không tin. Mà ngay cả giữa vợ với chồng đó, gắn bó với nhau như một vậy đó, mà nhiều khi chúng ta cũng không tin. Không tin vào sự trung thành của người khác. Cho nên mới có câu là đồng sàng dị mộng. Ngủ thì vẫn ngủ chung giường đó, nhưng mà mơ khác nhau. Ông mơ bà mơ ông khác.
Cho nên khi mà mình khẳng định rằng Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa, thì khẳng định đó quan trọng lắm. Bởi vì nó là nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta. Cho dù ai gian dối, cho dù ai phản bội, nhưng tôi biết chắc chắn rằng Chúa là đấng trung thành. Chắc chắn là như vậy. Đó là điểm tựa lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Và dĩ nhiên mình được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, thì mình cố gắng để noi gương Chúa sống sự trung thành. Kể cả khi người đời người ta quen gian dối và phản bội, thì bản thân chúng ta cố gắng sống sự trung thành. Và đừng quên rằng để sống sự trung thành đấy phải có ơn của Chúa chứ không phải một mình chúng ta đâu. Tôi nhớ khi tôi còn là linh mục trẻ, bây giờ thì già rồi, thế có mấy ông chủng sinh đó, mấy ông thầy đó sống chung ở nhà xứ. Nhưng một hôm có một thầy nói với tôi bằng, cứ gọi tôi là anh xưng em thôi, cũng gần tuổi nhau thôi. Bảo em cũng muốn làm linh mục lắm, nhưng mà thấy sống với anh một hai năm nay thấy làm linh mục thấy sợ quá. Thế là ông mới tưởng tượng ra cái này. Ông bảo giá như bây giờ giáo hội mà cho làm linh mục theo hợp đồng thì đỡ quá. Mình ký hợp đồng 5 năm thôi, sau 5 năm đó mình thấy không nổi nữa thì thôi mình ra mình lập gia đình. Chứ còn đằng này mới có 30 tuổi mà khấn độc thân trọn đời, nghe khiếp quá. Thế tôi có chia sẻ với ông thầy đó là về bình diện con người đó, mình cũng nghĩ như cậu thôi. Nhưng mà chúng ta không nên quên cái điều này, là nếu Chúa thực sự gọi mình thì Chúa cũng ban ơn cho mình để mình có thể sống được cái đời sống đó. Cho nên mình phải dựa vào ơn Chúa, không phải chỉ dựa vào sức của mình. Mà tôi tin là ngay trong ơn gọi gia đình của các anh chị cũng vậy thôi à. Người ta bảo là bắt một người đàn ông mà trung thành, trung thủy với một người đàn bà suốt đời thì cũng giống như là nhốt con cọp ở trong củi. Mà phải có ơn chứ, sống được cái sự trung thành đó chứ. Cho nên ngoài cái điểm Thiên Chúa yêu thương, tôi nhấn thêm điểm này, Thiên Chúa là đấng trung thành với lời người đã hứa. Rồi các anh chị để ý câu 15 đó. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Hai lần Chúa lặp lại cái câu đó. Ở phần trên lúc chúng ta đọc ở câu 6 cũng vậy. Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Pascal, một nhà tư tưởng nổi tiếng trong lịch sử giáo hội, nói một câu rất hay. Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa của các triết gia, mà là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Nghĩa làm sao? Thiên Chúa của các triết gia đó là khi người ta suy nghĩ về Thiên Chúa. Chẳng hạn người ta suy nghĩ mọi sự nó đều có bởi một cái gì khác. Cái đồng hồ này nó có là bởi vì có người làm ra cái đồng hồ này. Tôi có mặt bởi vì có một người sinh ra tôi. Và cứ như thế người ta lần cho tới cùng thì nó ra nguyên nhân đầu tiên của mọi sự. Và người ta gọi nguyên nhân đầu tiên đó là Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa đó chỉ là một ý tưởng, chỉ là một khái niệm, nó trừu tượng, nó xa xôi. Còn ở đây á, Thiên Chúa không phải là của các triết gia, mà là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. Thiên Chúa của những con người thật sống động trong lịch sử. Thiên Chúa bước vào cuộc đối thoại với họ, Thiên Chúa bước vào tương giao với họ, Thiên Chúa yêu mến họ, Thiên Chúa đồng hành với họ. Một Thiên Chúa rất đỗi sống động. Thành thử ra Chúa tỏ mình
không chỉ như là một ý tưởng trừu tượng xa vời, mà là một đấng đang hiện diện và đồng hành với chúng ta. Nếu mà các anh chị và tôi lúc nào cũng nghĩ tưởng về Chúa như vậy, Chúa đang hiện diện bên con, Chúa đang đồng hành với con, dù lúc con vui, dù lúc con buồn, thì mình cảm thấy Chúa gần gũi biết chừng nào. Chứ còn nếu không thì mình thấy Chúa xa quá, Chúa ở tận 9 tầng trời, muốn gặp mà không gặp được, xa xôi quá. Cho nên bản văn này phong phú lắm. Nó trễ giờ rồi, tôi chỉ muốn nhắc thêm một câu thôi. Ở câu thứ 7 đó, Chúa nói với Môsê thế này: ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta, ta đã nghe tiếng chúng kêu than, ta biết các nỗi đau khổ của chúng, nay ta xuống giải thoát chúng. Thì các anh chị thấy những cái từ ngữ đó, ta đã thấy này, ta đã nghe này, ta đã biết này, nay ta xuống. Những từ ngữ diễn tả Thiên Chúa như một con người có tai, có mắt, có tay, có chân. Lần trước tôi đã nói với các anh chị rồi, Thánh Kinh nhiều lúc vận dụng thứ ngôn ngữ như nhân để nói về Thiên Chúa. Mình mà cứ bám vào đó rồi mình hiểu theo nghĩa đen thì mình sẽ đặt câu hỏi: thế tai Chúa làm sao? Mắt Chúa như thế nào? Mình quên là Thánh Kinh vận dụng cái thứ ngôn ngữ như nhân, ngôn ngữ của con người để diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa. Cái điều quan trọng ở đây đó là một Thiên Chúa gần gũi con người, một Thiên Chúa thấu cảm những nỗi đau của con người, và một Thiên Chúa muốn đem hạnh phúc đến cho con người. Tôi tin là các anh chị đã đọc những đoạn khác, nhưng đây là đoạn mấu chốt, cho nên muốn dành thời giờ để chia sẻ với các anh chị. Thế tuần tới đó thì đọc tiếp sách Xuất Hành từ chương 8 đến chương 15. Vì là cuốn sách quan trọng cho nên chúng ta phải đọc trong vòng 5 tuần thì mới xong.